Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, chiều ngày 2 tháng 5, kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Tại buổi họp, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ các nội dung trong kỳ họp bất thường lần thứ bảy gồm có Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận. Bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Trước đó ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ theo đó, trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm ký 2021-2026. Ban chấp hành trung ương đánh giá ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông Vương Đình Huệ. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội là chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ sẽ do Quốc hội tiến hành. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê ở Nghệ An, ông là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương 4 khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15. Trải qua 22 năm công tác ở Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, ông Huệ sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước năm 2006. Ông giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, được phân công làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5 năm 2013. Từ tháng 4 năm 2016, ông là Phó Thủ tướng. Bốn năm sau, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 tháng 3 năm 2021, ông Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ba tháng sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15, ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Trước đó, hôm 22 tháng 4, trợ lý của ông Vương Đình Huệ là ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Ban chấp hành Trung ương nhận định những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Thông tin về loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại tập đoàn Thuận An đã khiến dư luận không khỏi dậy sóng. Từ một tập đoàn với vốn điều lệ chỉ vòn vẹn 3,9 tỷ, chỉ trong vòng 10 năm đã tăng gấp 200 lần. Thuận An khiến dư luận ngỡ ngàng vì sự lớn nhanh như thổi, cũng như những siêu dự án lên tới hàng ngàn tỷ đã và đang thi công tại nhiều địa phương. Sau đây hãy cùng chúng tôi vén bức màn về toàn bộ diễn biến vụ án xảy ra tại Thuận An. Liệu sẽ còn điều gì được phơi bày trong thời gian sắp tới? Thông tin mới nhất về vụ án tập đoàn Thuận An. Tính đến thời điểm hiện tại, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 7 bị can, bao gồm 1. Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An 2. Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An 3. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An 4. Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang 5. Đàm Văn Cường, Phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. 6. Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang. 7. Ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội. Những số liệu bất minh. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo kinh doanh và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ khiêm tốn 3,9 tỷ đồng do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Thuận An Group hiện đóng trụ sở tại số 141 đường Trường Trinh, tổ 20, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Giai đoạn 2011 đến 2018, Thuận An Group bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần. Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 3 lần, 800 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần so với khi mới thành lập. Đến tháng 1 năm 2023, công ty này thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG). Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức vụ Tổng giám đốc và ông Nguyễn Duy Hưng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Được giới thiệu là tập đoàn đa ngành, gồm lĩnh vực năng lượng, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, nhưng hạ tầng giao thông với nhiều công trình cầu đường lớn vẫn là ngành giúp Thuận An Group nổi danh. Nhiều năm gần đây, Thuận An Group liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn 2019 đến nay, Thuận An Group từng tham gia khoảng 51 gói thầu hình thức trực tuyến, trong đó trúng 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói vẫn chưa có kết quả. Tổng giá trị của các gói trúng thầu là 22.612 tỷ đồng. Trong số này, đáng chú ý có hơn 8.272 tỷ đồng thuộc về các gói chỉ định thầu tổng giá trị trúng thầu độc lập chỉ hơn 144 tỷ đồng, còn lại đa phần Thuận An tham gia dưới hình thức liên danh trong tổng giá trị nêu trên. Dù trúng thầu nhiều dự án, nhưng tình hình kết quả kinh doanh của Thuận An khá ảm đạm. Trong giai đoạn 2017 đến 2019, doanh thu của Thuận An ở mức 250 đến 300 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức vài trăm triệu đồng. Cụ thể, năm 2017, doanh thu của Thuận An đạt 301 tỷ đồng, sang đến năm 2018 sụt còn 258 tỷ đồng và mức 287 tỷ đồng vào năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp lần lượt đạt được trong 3 năm là 17,7 tỷ đồng, 6 tỷ đồng và 14,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp không cao, sau khi gánh thêm các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, nên lợi nhuận trước thuế giai đoạn từ 2017 đến 2019 cao nhất chỉ được hơn 200 triệu đồng, còn lại chỉ hơn 100 triệu đồng. Doanh nghiệp quen mặt ngành cầu đường Cụ thể, trên website Thuận An giới thiệu từng tham gia một loạt dự án cầu đường lớn như Cầu Sông Rút, Cầu Cửa Hội, Cầu Đồng Việt, Cầu Máy Trai, Cầu Kỳ Lộ, Cầu Rạch Miễu 2, Cầu Vĩnh Tuy 2 sửa chữa cầu Thăng Long. Một dự án nữa mà công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thi công là dự án cầu Kỳ Lộ, cây cầu dài nhất 1,8 km trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn, Trí Thạnh. Tập đoàn Thuận An cũng chính là một trong hai nhà thầu chính thi công cầu dây văng máy chai nối từ mương cầu tre Ngô Quyền sang đảo Vũ Yên, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng do một tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư. Công trình nằm ngay cửa biển, có các tàu tải trọng lớn ra vào. Còn tại công trình cầu dây văng Đồng Việt nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương, Thuận An là nhà thầu đảm nhận khối lượng công việc lớn nhất dự án, với giá trị thi công gần 800 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An mà một số lãnh đạo Thuận An Group và lãnh đạo Bắc Giang bị bắt do liên quan đến dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Theo đó, liên danh nhà thầu, trong đó có Thuận An Group, trúng thầu gói thầu số 7 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Dự án cầu Đồng Việt với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Đây cũng là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, vượt sông Thương nối với tỉnh Hải Dương. Bị can Nguyễn Văn Thạo khi đó với vai trò là giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu số 7 này. Thanh tra Bộ Xây dựng từng phát hiện nhiều vi phạm tại dự án này. Cụ thể, công tác ký kết hợp đồng thi công xây dựng của ban quản lý dự án với liên danh trên có nhiều vi phạm. Hợp đồng thi công gói thầu số 7 đã được ký kết mà không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên liên quan và cũng không chỉ rõ ai là thành viên đứng đầu trong liên danh. Đối với hợp đồng thi công xây dựng tại gói thầu số 7 và 13, không có sự thống nhất về việc thu hồi vốn cho mỗi lần thanh toán, không có thỏa thuận cụ thể về số lần thanh toán các giai đoạn, thời gian cũng như điều kiện thanh toán theo đúng luật định. Tập đoàn Thuận An đang thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh thành. Với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc là thành viên trong liên danh, Tập đoàn Thuận An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các địa phương mà Thuận An đã tham gia đấu thầu dự án gồm Hà Nội, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Giang, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lạng Sơn, vân vân. Dữ liệu từ chính doanh nghiệp và trên trang thống kê về đấu thầu cho thấy, những năm gần đây, tập đoàn Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp. Trong năm 2023, liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Thuận An Group đã trúng gói thầu số 11 XL thi công xây dựng công trình cầu Đại Ngãi 2. Tuyến và các công trình trên tuyến có giá gói thầu 2.073 tỷ đồng, giá trúng thầu 1.727 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, trúng gói thầu xây lắp số 02, thi công xây dựng đoạn km 22, cộng 000 đến km 32 000 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 với giá trúng 2.078 tỷ đồng. Liên danh Thuận An Group, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam cũng đã trúng gói thầu số 04 XL thi công xây dựng đoạn km 12 500 đến km 19 120 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang với giá trúng thầu là hơn 815 tỷ đồng. Hiện nay, trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, tập đoàn Thuận An cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu thi công đường tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó có gói thầu xây lắp số 02 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, gói thầu tại dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, gói thầu XL10 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cam lộ La Sơn. Gói thầu số 01 EC thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, đường Nguyễn Văn Linh, tỉnh Phú Yên, mở rộng quốc lộ 15A tỉnh Nghệ An. Công trình xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương thuộc dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Tập đoàn Thuận An còn tham gia với vai trò liên danh ở nhiều dự án khác, trong đó như gói thầu XL5 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, dự án thành phần đoạn quy nhơn Chí Thạch thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, vân vân. Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An. Trước đó vào ngày 16 tháng 4, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu bộ công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu của công ty cổ phần tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng đoạn km 0 đến km 20 cộng 500 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định. Tại Phú Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Ngày 16 tháng 4, ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ký văn bản số 2163 UBNZ DTXD, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Anh Tuấn, giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giả soát báo cáo các dự án, gói thầu do doanh nghiệp nêu trên và các đơn vị thành viên thực hiện tại Phú Yên. Tại Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản số 2647/UBND-KTN ngày 16 tháng 4 năm 2024, gửi các sở ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Văn bản nêu rõ, qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có ý kiến về vấn đề này. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị địa phương liên quan ra soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, nhà thầu, nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng theo yêu cầu. Mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ từ vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn cho đến vụ án tại tập đoàn Thuận An, chúng ta đều có thể thấy điểm giống nhau khi các đối tượng liên quan bị bắt về tội vi phạm quy định tại điều 222 thì đồng thời cũng xuất hiện hành vi của tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Nhiều cán bộ nhận hối lộ bị phanh phui khi phát hiện có liên quan đến những sai phạm trong những dự án của các tập đoàn trên. Có thể thấy giữa việc sai phạm của các dự án cũng có mối quan hệ với hành vi đưa và nhận hối lộ. Về mối quan hệ chặt chẽ giữa nhóm tội danh này, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường đã có những chia sẻ pháp lý về những vụ việc sai phạm của các tập đoàn và nhiều cán bộ hiện nay đang mắc phải. Theo luật sư, những hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thường có nguyên nhân, động cơ tác động vật chất từ các đơn vị tham gia đấu thầu. Theo đó, các nhà thầu thường dùng tiền bạc mua chuộc hối lộ quan chức để được trúng thầu. Bởi vậy Thông thường các vụ án khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ kéo theo các tội danh là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Luật sư cường cho hay, các nhà thầu có năng lực yếu kém muốn trúng thầu thường là phải bắt tay đối với người có chức vụ quyền hạn để thông thầu, vi phạm các quy định về công khai minh bạch theo kiểu quân xanh quân đỏ để được trúng thầu bất hợp pháp. Khi làm rõ động cơ mục đích của hành vi vi phạm quy định về đấu thầu sẽ phát hiện được hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ tiến sĩ đặng văn cường lý giải thêm chủ thể của tội danh này thường là người có chức vụ quyền hạn thuộc các cơ quan nhà nước khi được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu đối với các loại gói thầu xây lắp mua sắm hành vi vi phạm về đấu thầu khiến cho nhà nước không lựa chọn được đơn vị là các nhà thầu có uy tín hoặc mua sắm phải các tài sản giá trị không tốt mà phải chi phí nhiều do sản phẩm bị đội giá từ đó gây thiệt hại đến tài sản mất uy tín của nhà nước và không đảm bảo cạnh tranh lành mạnh gây bất bình đẳng trong xã hội để có thể ngăn chặn tình trạng vi phạm trong đấu thầu ngày càng nhiều hơn cần có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu và cần làm lành mạnh trong công tác hậu kiệm Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.